dường như đúng một tuần đi lấy nước thần thánh của mình. Homus.
Vâng, một trận đấu mà quân sầu đánh bại cực đẹp. Ước gì đây là con Yamato. Và lớp Sailor xong sẽ cắt một con dân đi dòi nhà đồ bạn luôn. Có, không có, không có rồi, không có rồi, tầm này là không có rồi. Tại vì xe gió đi như là không có rồi. Ồ, lại có dân luôn. Thế nhà họ đây à? Vô lý. Xe gió cảm giác đi lâu rồi mà tại sao lại ở đây? Bài gió rộng của He. Đây không phải nhà của He rồi, đây không phải. Như có luôn bãi quả của He ở đây. Sắp đến đời, nên vào lớp đang muốn dành lực sóc xém để chém ra đội bạn nó rát hơn. Đây là nhà của He, dừng rất đúng chỗ. Đây không có. Sâu xuống 6 giờ xem. Ở giữa bản đồ không có rồi. Thôi mình quay lại. Nó như vậy không đi lên trên kia đâu, lên kia đã nhiều rồi. Chắc chắn trong góc này. Kéo gần về nhà nó xem. Sát này phải nói kiểu gì sẽ đóng quả. Bạn này dần rất tỉnh của thủ He, sao không biết được nhỉ? Thường sẽ không biết ở đâu, He sẽ không thể phải ăn heal ở kia. Và thì con voi lại phải ăn rồi. Không ăn heal ở đây luôn. Sẽ có lực ở chỗ này. Sao họ thể biết được mà chạy? Chúng ta muốn giành chén ra để xem mẹ ăn trọn dân của họ, nhưng họ lại chạy luôn đúng không? Khá nhiều máu trong R. Tình huống này rất nhiều R đỏ máu rồi. Đang cao mỗi con 2-3 chém là sẽ gục luôn. 2 pha về E và lớp chỉ đủ 7-2 E thôi.
nó bắt thêm 2 con nữa với 2 pha mẹ em rồi. Đang giết em dặn đến từ game thủ E. Rồi lại mút tiền của vài con quà nữa. Kiểm tra xem He đang ăn quả ở đâu thôi. He vẫn giữ được nhiều dân, mình mới ăn được khoảng tầm 10 dân của He. 10 dân vẫn là hơi ít. Còn dốc này soi máu UR chúng ta mới bắt những con yếu máu của bạn trước sẽ bớt đam. Ta phải nghe gỗ lại không đủ, anh đỏ máu nhiều nhá, nhiều con đỏ máu để trận đấu ảo đấy. Vâng, những bộ hóa thân của dạng hoàng của tuổi E cũng chạy rất nhanh và tình. Nhầm nó là mình chạy ra luôn. Chạy tắt. Đây rồi, nhưng mà đã mất được dần. Dần của game thủ 7 lại đích làm ruộng đến từ He He. Tham mình có 18 rồi đấy, mất dân bị He phải E rồi. Nó là trùng bài thôi, biết thế nào được nhà đầu bạn thế nào. Cho Son với Sim đánh thủ ở nhà có to thì cũng chắc gì đã thắng được. Còn đấy mình chọc được vãi quả. Mắt này nhà khả năng cao là mình thắng đấy. Mình sẽ dò được cái bãi quả, vẫn dò được cái bãi quả kia của đội bạn. Nhưng mà đôi khi bài đó là gặp bài, nó hợp đúng cái lúc mình dâng. Họ dâng mình cũng dâng. Chứ nếu như trận này thay cho trận Greg mà mình đi dâng lên thì lại đẹp. AC nó giết đau lắm.